Chào các bạn, đây là Joel lập trình React của Coders Tokyo. Trong bài học này thì chúng ta sẽ học cách tạo component ở trong React như nào. Thì trong bài trước chúng ta đã sử dụng cái công cụ Create React App để chúng ta có thể tạo ra được một cái project như thế này. Mình thu nhỏ hai này lại. Chúng ta tạo ra một cái project là To-do list sử dụng Create React App. Thì chúng ta được một cái cấu trúc thư mục như này. Tiếp theo là chúng ta có một cái component là app. By default thì là nó có thằng này đúng không? Mặc định thì nó có thằng đấy. Rồi, đến bây giờ chúng ta sẽ cùng xem là cái to-do list cuối cùng trông như nào. Thì đây, đây là cái một cái app to-do list điển hình. Thấy chưa? Thì cái này nó viết bằng React này. Thực ra viết bằng cái gì nó trông nó cũng tương tự như nhau vậy thôi. Function bên trong nó cách viết, cách implement nó khác, tùy framework khác nhau. Rồi thì đây là cái app to do, trông nó sẽ ra kết quả như thế này cuối cùng, thấy chưa? Thì các bạn nhìn vào đây thì sẽ thấy là nếu mà các bạn chia nhỏ cái này ra thì các bạn sẽ có được rất nhiều component nhỏ bên trong. Ví dụ như thằng này các bạn có thể coi nó là một cái footer này. Thằng này là một cái list item, ở đây chúng ta có hai cái list item đúng chưa? Tại vì nó giống hệt nhau mà. Thì chúng ta có thể chia nhỏ ra như vậy. Chúng ta có thể chia nhỏ đây là một cái input kiểu như vậy. Tùy các bạn chia thôi, các bạn chia nhỏ hơn nữa cũng được hoặc là gì? Không cần chia nhỏ là như vậy cũng được. Thì trong bài này chúng ta sẽ cùng tạo một cái component xem là nó cách làm như nào. Thì component nó được sinh ra để chúng ta viết ra những cái UI kết hợp giữa nhiều các cái thẻ khác nhau. Và nó có các cái tính chất khác nhau bên trong nữa thì mình sẽ nói các bài sau. Ví dụ ở đây là gì? Giả sử đây thằng app này. Thì trước tiên là để tạo một component thì mình phải bây giờ mình tạo một cái folder ở trong cái thư mục source này trước nhá. Mình ghi là components. Và trong đó mình tạo ra một cái gọi là list item đi. Hay to do item đi. .js này. Đó. Thì chúng ta trước hết là chúng ta phải import. Import là cái gì thì mình sẽ giải thích ngay sau đây. Bình tĩnh chút. Và mình sẽ import cái thằng React và thằng component này từ cái gì? Từ cái module còn là gọi là React. Tiếp theo là chúng ta sẽ phải khai báo cái class của cái component đấy. Đây là một cách để tạo component có rất nhiều cách khác nhau thì mình sẽ nói các cái bài sau. Bây giờ chúng ta cứ theo cái cách đơn giản nhất này đi đã nhá. Rồi, class. Tên class mình đặt trùng với tên file. Và extend component. Các bạn học về class trong cái chuỗi bài giảng về ES6 đúng không? JavaScript nâng cao đấy. Rồi. Thì cái thằng import này thực chất nó là giống với cái thằng require mà chúng ta đã học đúng không? Chúng ta có thể viết là gì? Const. Có thể viết là kiểu này đúng không? Const react bằng require react kiểu như vậy. Nhưng mà chúng ta học theo cái cách này nó có nhiều cái điểm lợi khác nhau. Thì mình sẽ từ bài này trở đi thì chúng ta sẽ làm quen với cách này, ok chưa? Và mình sẽ có một bài riêng đi sâu vào các bạn là tại sao chỗ này là React mà tại sao chỗ này lại là một cái object kiểu như vậy. Rồi, trước tiên là chúng ta tạo ra một class extend từ cái thằng component class của React. Tiếp theo là cái cần thiết chúng ta phải có đấy là một cái hàm render, một cái method render bên trong. Thì cái method này sẽ được gọi khi mà React nó render lại cái component đấy. Và render này sẽ return một cái gì? Những cái element mà chúng ta muốn sử dụng. Ví dụ như chúng ta muốn dùng div chẳng hạn, đúng không? Mình lấy ví dụ đơn giản đây là chúng ta có một cái div nhá. Sau này trong đấy mình đặt class name này là bằng todo item này. Đó. Thì chúng ta theo cái convention đấy là cái class name là cái thằng wrap ngoài cùng. Nó trùng tên với cái component đấy. Đây chỉ là một cái convention thôi, các bạn không cần để như thế cũng được. Rồi, tiếp theo là chúng ta ở trong này cho một cái thẻ P đi. Thấy chưa? Và chúng ta thêm một cái chuỗi gì đấy vào đây, ví dụ như là đi chợ chẳng hạn. Đó, để lưu lại. Xong. Tiếp theo thì chúng ta quay lại đây, từ từ nhá. Cái chỗ này thêm chấm phẩy theo giữ nguyên cái style của nó đi cho nó consistent, ok chưa?
Rồi thì bây giờ giả sử mình muốn dùng cái component này ở trong cái thằng app thì chúng ta làm như nào? Thì rất dễ này. Các bạn sẽ phải import cái component này vào. Đây, import. Được chưa? To do item. Thì để mà import được ấy thì các bạn phải export ở trong cái thằng component đấy. Nó giống như kiểu là gì? Các bạn gọi model export này, đúng không? Nhưng mà đây chúng ta dùng cú pháp khác, đây là export default. Và tên cái component đấy. Thì quay lại đây, chúng ta export rồi thì chúng ta có thể import được nó vào đây. From thư mục là gì? Bắt đầu tính từ đây thì là chấm chéo component đúng không? Xong rồi gạch chéo to do item. Đấy, thì vậy là ở đây là mình đã import được vào rồi. Thì bây giờ bắt đầu sử dụng thì làm như nào? Thì các bạn copy thằng này vào. Các bạn cho vào chỗ nào mà các bạn muốn. Ví dụ mình cho nó dưới thằng logo này nhá. Thì nó sẽ là như này đúng không? Mình không có nội dung gì bên trong thì mình có thể đóng nó luôn như này. Đây là cú pháp của nó, tức là gì? Nó cũng năn ná kiểu HTML, tức là các bạn có thể, nếu mà các bạn không có nội dung ở giữa thì các bạn có thể đóng nó ngay tại chỗ như này được. Đấy, lưu lại. Thì app sẽ chạy lại ở đây. Các bạn thấy chữ đi chợ đây chưa? Yeah. Thì component nó hay ở cái là các bạn có thể nhóm được nhiều thứ vào bên trong. Ví dụ như các bạn có hai thẻ P cũng được. Các bạn có gì? Một thẻ H1 ở đây cũng được, H2 cũng được. Thì đó. Đây, các bạn compose nhiều cái element lại với nhau tạo thành một component, nhiều component nhỏ với nhau tạo thành component lớn. Đó. Thì ví dụ ở đây là gì? To do chẳng hạn, đúng không? Mà chúng ta không, ở đây mình demo hơi hơi không thực tế một chút nhá. Tại vì làm sao? Chúng ta cho H2 vào đây chả để làm gì cả, đúng chưa? Rồi mình bỏ nó đi nhá. Đó. Thì các bạn có thể làm sao? Ở trong thằng app này các bạn có thể dùng đi dùng lại thằng todo item này nhiều lần được. Thì nó sẽ tạo ba thằng todo item khác nhau. Đó, ba thằng đi chợ, đi chợ, đi chợ. Thì đấy là cách mà chúng ta sẽ tạo ra một component. Ở trong app của chúng ta thì chúng ta sẽ có rất nhiều component và mình sẽ để các component đấy ở trong cái thư mục gọi là components này. Rồi, ok, chào bạn.